Xin chào chị em chú bác quan tâm kênh Đi Qua Tư Hình. Hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh chị em chú bác một cái lô 3 chiếc Swatch Switch anh em ha, trong cái lô đồng hồ Tết. Tuy cái đồ mới nó không phải gọi là xuất sắc anh em ha, 99% anh em ha. Tuy nhiên thì so với hàng si, đặc biệt là so với hàng si của Swatch Switch anh em ha, thì nó rất là ok luôn anh em nha. Mình lướt sơ mấy cái clip mình đăng ở đây anh em ha. Hiện tại thì đang ở lô dọn kho số 16 anh em nha, và tất cả các 15 các cái số trước mình đều đã bán hết anh em ha. 16 lô thôi, nhưng mà cái số đồng hồ bán ra chắc phải tầm trên 600 chiếc anh em nha. Rất là nhiều luôn ha. Hiện tại thì lô 16 còn lại số 1 anh em nha. Ok, anh em cứ xem cái tiêu đề là còn lại cái nào mình để này nha, anh em có thể kéo nhanh tới cái số đó và mình lựa chọn anh em ha. Rồi, cảm ơn anh chị em mình đã ủng hộ rất là nhiệt tình anh em nha. Đây, tiếp tục mình giới thiệu với anh em một chiếc Swatch Switch này, chiếc này giá 700.000 nha. Chiếc này thì tất nhiên size dành cho nam. Kéo lùi tí chị giới thiệu anh em nha. Size là 37.5, rất là chuẩn anh em ha. Chiếc này thì độ mới so với Swatch Switch thì nó ở mức rất là cao anh em ha. Tại vì anh em biết Swatch Switch thì cái kính nó là kính thường, nó rất là dễ xước. Con này tất nhiên có xước anh em nha, nhưng mà xước gọi là xước lông mèo thôi ha, xước rất là cạn nha nè. Để đeo luôn cũng được ha, rất là còn khá là bóng bẩy ha. Còn nếu không thì mình đánh sơ là ok. Kính này đánh người ta thợ lấy giá rất rẻ nè ha. Cái niềng nó rất là đẹp anh em nha, cái niềng còn sáng bóng luôn ha. Anh em mình đeo những cái mẫu này nó rất là đơn giản, nhưng mà nó không có gọi là nó bị tối đi nè ha. Đeo nó nhìn rất là sáng tay, nhưng mà nó lại form nó đơn giản và khá là thanh lịch nè em nha. Nhưng mà cái chất nó rất là cao nè em ha, chắc là chất thép đúc của hàng sản xuất tại Thụy Sĩ thì nó rất là cao ha. Cái chuẩn Swissmade thì mình nói thêm tí nè em nha, là Swissmade không có nghĩa là tất cả mọi cái chi tiết của đồng hồ này đều sản xuất tại Thụy Sĩ nè em nha. Chỉ cần 60% thôi em á là sẽ đạt được cái tiêu chuẩn Swissmade em nha. Cho nên đôi khi cái dây á thì anh em sẽ thấy là nó làm ở Áo, ở Mỹ, thậm chí là ở Trung Quốc, đó là bình thường em nha. Đó. Còn thường của Swatch Switch thì nguyên cái cục này thì nó sẽ là sản xuất từ Thụy Sĩ nè em ha. Còn cái dây á, tính ra cái dây cũng 40% á, nó tính như vậy ha. Đó, là nó có thể sản xuất ở một cái nước nào đó nè em nha. Con này thì có hai ô cực lịch nè em ha, và cái niềng nó bắt sáng cực tốt luôn ha. Và cái núm gọi là anh em hay gọi là núm đầu ruồi nè, vẫn còn nè em nha. Thường cái này về thì 10 chiếc nó chỉ còn cỡ 2 chiếc thôi. Tại vì nó không phải đá nè em nha, hình như nó bằng nhựa thôi ha. Nó cũng khá là dễ bể ha, cho nên em mình nếu có sử dụng thì mình cũng giữ gìn cái đó một tí nè em ha. Mà nó cái này nó bể ra thì nhìn vẫn còn ok nha anh em, chứ nó không có bị ghê quá đâu anh em ha. Chiếc này thì dây dài ha. Mấy cái chiếc mà dây ngắn ngắn tí là mình phải bắt buộc phải sale rẻ, tại vì rất ít anh em đeo được ha. Chiếc này thì tay 18 năm là vô tư luôn anh em nha. Anh em thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp anh em nha, 700.000 nha anh em. Swatch Switch giờ toàn là 8-900, 6 kim toàn là trên triệu hết anh em ha. Mình thì cứ bán bản thép anh em nha, còn bản nhựa thì mình còn bán rẻ nữa anh em ha. 550, 650, 700, 750 anh em ha. Chỉ có những chiếc 16 kim nó thuộc loại rất là đẹp anh em ha, thì mình mới bán nó tiệm cận triệu anh em nha. Chiếc này thì mấy chị nữ đeo thì bao đẹp luôn rồi ha. Thậm chí mấy anh nam mà tay mình mảnh mảnh thì mình vẫn đeo được nha nè. Đây tay mình tầm 15 năm, 15, 7 đó. Để xa là tí cho anh em giữ nha. Cái này hơi gần ha. Vẫn ok anh em nha. Nhưng mà mấy chị nữ đeo thì vẫn ok luôn ha. Rất là dễ. Cái dây lụa này mấy chị cũng khá là khoái ha. Thứ nhất là nhìn nó cũng đẹp. Thứ hai nó cũng nói chung nó cũng có tính thẩm mỹ này mà. Thứ hai là cái khóa này, khóa free size á. Mình có thể tự tăng đưa được, không cần đem nó thợ nha nè. Bản này cũng là bản thép đúc. Và cái đầu ruồi này nó vẫn còn anh em nha. Đẹp lắm. Con này size 33 á. 33 nha nè, bạn thích đúc mình bán 400.000 thôi. Giá siêu siêu tốt luôn em ha. Chung là những cái giá rất là tốt để cho anh chị em mình có thể trải nghiệm một chiếc Swissmade em nha. Chiếc số 3 này là một chiếc dây da. Form đẹp em nha, form rất đẹp ha. Bằng plastic em ha, bằng nhựa đó. Nó không ghi nhưng mà bạn nói bằng nhựa ha. Cái dây da bên ngoài còn đẹp lắm, bên trong nó răng răng tí thôi, nhưng mà lên tay còn được nha nè. Anh em đừng thay dây khác nó phí nè em ha. Con này nó đẹp lắm, cái dây nó là cái dây zin á, cho nên nó hợp 100% anh em ha. Rất là hợp luôn, form đẹp nữa ha. Form này thì nam nữ hay là trẻ em hay người lớn đeo đều ok anh em nha. Đeo kiểu nó hơi thể thao tí nè em ha.
máy chuẩn thùy và chạy rất là chính xác rồi ha. Này là dây khóa nguyên sinh đó, anh em yên tâm nha. Cái này dây này nó làm ở áo anh em nha, rất đẹp anh em nha, cực kỳ đẹp ha. Rồi chiếc này giá 250 thôi, bởi vì cái dây nó hơi, nó không có được, bên trong nó không được hoàn hảo lắm anh em ha, nhưng mà bên ngoài thì rất là ok nha, dây thật 100% á, mình sale giá rất là tốt luôn anh em ha, 250 thôi, giá cực kỳ dễ chơi anh em nha. Rồi mình vừa giới thiệu nhanh với anh em ba chiếc Swatch trong cái lô đồng hồ để anh em mình có thể mình sắm mình đeo Tết anh em ha, cũng như có thể sắm mình tặng cho người thân cũng được anh em ha, tùy mục đích của mình anh em nha. Rồi cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều nha, xin chào anh chị em.